Rồi Vũ, mến chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở công ty Ngọc Phượng thuộc về của khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dàn sới ở công ty sản xuất nha các bạn. Ở công ty sản xuất thì dàn sới này là mình sản xuất theo yêu cầu của khách hàng hả các bạn. Thì từ 1,6 cho tới 3 m, thì các bạn là có nhu cầu là đóng cỡ nào thì công ty sẽ sản xuất ra đóng y vậy hả các bạn. Ở đây thì mình thấy là có hộp sọ lớn và hộp sọ nhỏ ha. Hộp sọ lớn và hộp sọ nhỏ. Thì ở đây nó có gồm dàn của sới nước và sới khô các bạn. Thì ở công ty là mình đóng theo yêu cầu của khách hàng. Thì cái hộp sọ này các bạn, thường là các bạn tim nó nằm ở chính giữa không? Thì các bạn là muốn dời một bên ha. Muốn dời một bên thì công ty cũng vẫn đóng dời một bên cho các bạn luôn nha các bạn. Thì nói đóng theo yêu cầu của khách hàng thì các bạn biết rồi ha. Thì khách hàng yêu cầu đóng như thế nào thì công ty sẽ đóng như thế đó cho các bạn nha. Thì những cái dàn sới này thì được sử dụng sên là 120 ha các bạn. Nó sử dụng trên sên 120 cho các bạn hết ha. Lớn nhỏ thì cũng 120 nha các bạn. Đây là cái bông này, bông của sới nước ha các bạn. Nó rất là nhẹ luôn nha các bạn. Vàng xây rất là nhẹ luôn ha. Đó. Rất là nhẹ luôn. Thì công ty đóng cho khoảng từ dàn từ 1,6 tới 3 m ha các bạn. Đây là cái dàn này là để dàn cho sới cho cái vùng đất hơi khô nè. Hãy dùng đất cắt pha rồi các bạn. Nó là cái găng nó đồ hơi dày hơn ha. Các bạn thấy nhẹ không? Rất là nhẹ luôn. Thì cái này là kêu bởi vì anh Đoạn. Nếu mình sới cát thì mình cái này nè. À, tức là nó cái này sới cát thì đất nó sẽ cứng hơn các bạn. Nên nó là phải xài đĩa ha. Nó xài đĩa cho đây là nguyên cái vòng tròn cái đĩa luôn ha. Mình bắt cái găng vô. Chứ không phải giống như bên sới nước thì bên sới nước thì nó có cái đó kêu bằng cái nú ha. Cái nú bắt cái găng vô thôi các bạn. Đây nè, cũng là cái đĩa luôn ha các bạn. Bên kia nó đen, nó quay nó tối, đây quay sáng hơn nè. Đó. Thì ở công ty thì chuyên sản xuất về phụ tùng máy cày máy nông nghiệp nha các bạn. Thì có sản xuất luôn cái dàn sới và dàn cuốn rơm rồi luôn nha các bạn. Thì đủ loại cho các bạn chọn lựa luôn ha. Thì công ty là cam đoan với các bạn là bán ra thị trường giá thành rất là rẻ nha các bạn. Giá thành nó đưa ra là phụ tùng của giá thành đưa ra là nó phải là nó ngang ngửa với hàng Trung Quốc ha các bạn, nhưng mà chất lượng nó phải hơn hẳn hàng Trung Quốc nha các bạn. Thì ở công ty này là sản xuất là nó đạt tiêu chuẩn ISO nha các bạn, ISO châu Âu rồi. Nên nó là cái sản phẩm được xuất khẩu qua nước ngoài nha các bạn. Xuất khẩu qua nước ngoài luôn ha. Xuất khẩu bên Thái Lan nè, Campuchia và Myanmar nha các bạn. Nên bây giờ là mình công ty nó tung ra thị trường của Việt Nam ha. Để muốn gửi đến tay của người tiêu dùng ha các bạn. Để cho người tiêu dùng là trải nghiệm được sản phẩm của công ty. Giá thành nó rất là rẻ ha. Nó là cho người dân mình hưởng lợi á. Tại vì cái nhập khẩu về thì thường thường phần đông là cái giá thành nó rất là cao, tại vì nó qua đại lý 1, đại lý 2 hết các bạn. Hoặc là thế với má đâu. Còn ở đây mình sản xuất tại Việt Nam ha. Thì nó là giá thành nó là phải rẻ hơn nhiều ha các bạn. Dàn sới này thì cái dàn sới nào mình cũng thấy có cái chân đỡ ha, chân đỡ hai bên ha các bạn. Chân đỡ hai bên. Ở đây thành phẩm đó. Ở đây thành phẩm rồi thì mình thấy được gồm 6 cái nha các bạn. Gồm 6 cái ha. Thì dàn nào cũng là sên 120 hết nha các bạn. Đó, dàn nào cũng sên 120 hết nha. Xây rất là nhẹ luôn nha các bạn. M
mấy cái dòng này thì hộp sọ lớn nha, hộp sọ lớn thì nó sẽ mắc hơn hộp sọ nhỏ nha các bạn. Anh em nào muốn dời ha, muốn dời qua một bên thì công ty sẽ đóng dời qua một bên cho các bạn luôn nha. Dời qua một bên như bên đây, và đây hay là bên kia vậy đó. tùy theo yêu cầu của khách hàng nha. Ở đây công ty bán thì hình như là có tặng nè, có tặng theo hai cái pot, tặng theo hai cái pot nha các bạn. Thì công ty có tặng kèm cho hai cái pot và một cái cạc đăng nha các bạn, kèm một cái cạc đăng đó nha. Thì ở công ty á thì tất cả phụ tùng ở đây á là sản xuất, công ty sản xuất 100% nha các bạn. Mình sản xuất theo công nghệ của châu Âu ha, thì máy móc mình nhập khẩu từ Nhật Bản thôi nha các bạn, tất cả máy CNC này nhập khẩu từ Nhật Bản nha, nên nó là cái độ gia công nó chính xác 100% nha các bạn. Khi mà cái máy mà mình xuất ra thị trường các bạn thì mình đã qua kiểm định chặt chẽ ha. Khi mà lắp ráp xong cái dàn xới các bạn còn phải đưa lên trên cái máy mà chạy thử nữa nha các bạn, chạy thử nữa xong rồi nó im rồi xong mình tung ra thị trường nha các bạn. Nên các bạn cứ mạnh dạn mà mua về dùng và trải nghiệm ha. Anh em có quan tâm thì số điện thoại mình để trên tựa đề nha các bạn. Cái điện thoại số đó là để được tư vấn rõ hơn nha các bạn. Và phụ tùng máy cài rất là nhiều nha các bạn, đủ loại cho máy cài luôn.